chuẩn. Buốt tay không? Anh ơi, em yêu anh lắm. Chính xác. Em yêu anh vô cùng là yêu. Bà rất yêu nhưng bà không nói ra. Bà để trong lòng, trong ruột đấy. Bà rất yêu, bà yêu vô cùng là yêu. Yêu chứ. Bà yêu nhưng bà lại không nói ra. Ừ. Bà rất yêu ông, bà rất thương ông. Trái tim của bà là trọn vẹn dành cho ông. Trái tim của bà là trọn vẹn dành hết cho ông. Không chạy đi đâu ở đâu. Bà thế chỉ cần bà ra bà ôm ông, bà vuốt, bà xoa thế này là ông khỏi rồi. Khỏi rất sớm. Bà ngồi ra đây, bà ngồi xa. Đúng bà rồi rồi. Chị ra đây đi, gì ra đây cho bà thực hành đi. Bà thực hành ngay cho con. Thực hành là ấy, tuyệt vời lắm, bởi vì là cụ Mạc hai cụ ở quê đấy, mẹ chồng con 94 tuổi chăm ông hàng ngày đúng như thế đấy. Hai ông bà 94 tuổi đấy. Dùng tình yêu thương là hóa giải được hết mà. Đấy. Tuyệt vời. Đấy người ta bảo đến đầu bạc răng long. Ừ. Ông cảm nhận được hết, ông nghĩ ông rất là cảm động. Bà thì tình yêu của một cô gái ngày xưa, cô gái nông thôn ngày xưa rất yêu nhưng mà yêu để trong lòng. Yêu, không nói ra. Em nói yêu anh vườn hoa, vườn cây đầy hoa trái mà. Đấy, cái này không có thể. Em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái. Khi em tiễn anh đi, mây xám bay chiều chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng cây thu nào làm con tim yêu mình. Tấm gương sáng cho các con học tập. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôm nhiều kỷ niệm và nhiều ước mơ. Có hai ca sĩ, có hai tình yêu năm tháng. Rồi con lên trên nhà con lau người nhé bà nhé.